qua, công ty cổ phần năng lượng TTC, thành viên tập đoàn TTC đã phối hợp cùng với Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công hội thảo điện mặt trời mái nhà, giải pháp xanh, sạch, tiết kiệm cho lĩnh vực công thương nghiệp. Đây là một trong những chiến lược mục tiêu thực hiện tốt những chỉ thị quyết định do chính phủ đề ra và hoàn thành sứ mệnh hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội HBA trên các dự báo thị trường, kinh nghiệm trong quản lý, khai thác, kinh doanh, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, cơ sở pháp lý và các lĩnh vực khác, góp phần thúc đẩy hoạt động của khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao phát triển bền vững, hiệu quả và ổn định. Đối với cái loại hình năng lượng sạch này mà Việt Nam chúng ta rất là có lợi thế, bởi vì Việt Nam nằm gần đường xích đạo cho nên cái bức xạ rất là tốt. Trong cái khảo nghiệm gần đây thì thấy rõ là cái công nghệ trước đây thì chúng ta khó tiệm cận được, bởi cái giá nó còn rất là đắt đỏ, chưa phù hợp. Nhưng một thập niên nay thì cái giá nó rất là phù hợp, nó có thể giảm trên dưới 40%. Cho nên là cái hiệu quả kinh tế cũng như là cái thuận lợi, cái điều kiện thuận lợi đối với loại hình năng lượng sạch này nó rất là phù ở Việt Nam. Cho nên gần đây khách hàng không những về các cái hộ dân cũng đã quan tâm, mà tất cả các cái khu công nghiệp họ cũng hưởng ứng về vấn đề hiệu ứng nhà kính, giảm thiểu đi khí CO2, cho nên họ cũng quan tâm tới trong lĩnh vực này. Cho nên cái việc, cái chiến lược phát triển của cái công ty TDCE trực thuộc của chúng tôi, phải nói rằng có kế hoạch phát triển trong năm 2019 này ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các cái tỉnh thành lân cận, trong cái chương trình thay thế dần các cái máy dầu để phục vụ cho cái tưới tiêu của để phục vụ cho vấn đề nông nghiệp. Và một kế hoạch nữa mà TDCE chúng tôi cũng đang triển khai, đó là chuyển mở rộng sang nước bạn, đó là Campuchia. Để Campuchia cũng là một trong những quốc gia có cái thời tiết có thể rất là tương đồng với Việt Nam, rất là giống Việt Nam, cho nên cái bức xạ cũng tốt, mà cái nhu cầu điện Campuchia cũng không nhỏ. Sự kiện diễn ra với sự tham dự của đông đảo các khách mời là đại diện các sở ban ngành, đại diện của Sở Công Thương, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Nam, các hiệp hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ và nhiều ngân hàng lớn trong nước. Chúng tôi hiện nay với các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao tại thành phố với 17 khu và với hàng ngàn hecta, và mật độ xây dựng của chúng tôi là 50%. Như vậy cái mái nhà xưởng của chúng tôi là những cái điều kiện tôi thấy là rất tốt, bởi vì khi lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà thì nó vừa là đáp ứng được nguồn, thêm một nguồn điện sạch, nhưng mà nó lại là tạo cho cái nhà xưởng chúng tôi có một cái độ mát nhất định. Và đây là một cái xu hướng mà thế giới đang làm và tiếp tục làm, thì chúng ta cần phải động viên nhau khắc phục những khó khăn, hoặc là có những cái khó khăn hiện nay vấn đề đầu tư của từng doanh nghiệp, người ta đang lo vốn liếng làm ăn kinh doanh sản xuất thì bây giờ tiền đâu để làm ở đó, để làm điện trên mái nhà, điện mặt trời, thì ngân hàng là cái lúc phải mạnh dạn vào. Ví dụ như chúng tôi 6 năm mới hoàn vốn trong khi lắp đặt điện mái nhà, thì ngân hàng bỏ vốn ra làm cho chúng tôi tiền điện, ngân hàng cứ thu. 8 năm sau mới hoàn vốn, chúng tôi chấp nhận vì chúng tôi chỉ tốn có cái mái nhà. Hội thảo mang đến bức tranh toàn cảnh về ngành năng lượng tái tạo, phân tích tình hình điện lưới quốc gia, xu hướng năng lượng sạch hiện nay và chiến lược mở rộng quy mô hoạt động, phát triển theo các chuẩn mực quốc tế của ngành năng lượng TTC nói chung, đặc biệt là lĩnh vực điện mặt trời trên mái nhà nói riêng. Đây là lĩnh vực chủ lực do TTC Energy thực hiện, nhằm đẩy mạnh đầu tư đến các doanh nghiệp tổ chức có sản lượng tiêu thụ điện lưới quốc gia ở mức báo động.